quan trọng trong cách chơi, đặc biệt là ở tổ 2 bên phía các thủ Thái Sơn Nam. Xuân Du, và trả bóng của Xuân Du cho Phi Tiến đang dâng lên để sẵn sàng thực hiện cú dứt điểm. Tỷ số là 1-0. Đã có một thoáng chơi thiếu tập trung của các cầu thủ tổ 2 bên phía KD Chelsea Sài Gòn, và người tung ra cú dứt có anh Duy, Hồ Chí Kiệt, Lý Đăng Hưng, và ở phía trên đó là Đặng Anh Tài. Lý Đăng Hưng, Đặng Anh Tài rất hay, dứt điểm. Pha xử lý quá kỹ thuật của Đặng Anh Tài. Một tình huống xử lý bóng cực kỳ tinh tế của số 10 bên phía Thái Sơn Nam. Và tỷ số của trận đấu lúc này là 2-0. Những bàn thắng đã tới, chấp rất quyết liệt, cơ hội dành cho Thái Sơn Nam. Đặng Anh Tài chắc chắn là sẽ có bàn thắng rồi, không thể không ghi bàn ở trong tình huống rồi. Và đó là pha lập công của anh Duy. Tỷ số của trận đấu là 3-0, không thể có được một phương án phòng thủ tốt, có để cho Đặng Anh Tài cướp được bóng, và sau đó là một tình huống phản công cực kỳ chính xác. Đức Hòa, Đức Hòa không vượt qua được Phạm Chiêu Hoàng Nam. Hồ Khánh Huy được chuyền dứt điểm. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-3. Một pha phối hợp tổ chức tấn công đẹp mắt và tốc độ hiệu quả. Lại đường chuyền của Phạm Chiêu Hoàng Nam, pha chuyền bóng của Hồ Khánh Huy cho Hữu Thắng di chuyển ở cột 2 và đưa bóng. Mặc dù bóng đã chạm tay vào của Hồ Văn Ý nhưng nhồi bóng của các thủ Thái Sơn Nam. Tăng tốc không được. Hoàng Trấn, một sai lầm đường truyền bóng hỏng của Phạm Chiêu Hoàng Nam, và Quốc Nam đã ghi một trong những bàn thắng đơn giản nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tỷ số được nâng lên thành 4-1. Huống tương đối lộn xộn. Cổ Chí Kiệt, cú dứt điểm của Cổ Chí Kiệt. Một pha xoay sở khéo léo của số 15 bên phía Thái Sơn Nam. Và đó sẽ là dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của KD Sài Gòn ở trong trận đấu này. Bàn thắng, chúng ta cùng xem lại bóng này. Một loạt những tình huống xử lý bóng đầy cố gắng của các thủ áo trắng. Cổ Chí Kiệt đã chờ đợi thời cơ trước khi...